mở nắp đồ uống mà không cần đồ khui bia, đo đạc và vẽ đường thẳng chính xác, mở office và thực hiện các công việc sửa chữa cơ bản, cắt giấy nhanh chóng và sắc bén, thiết kế thông minh cho phép bạn treo nó lên bất kỳ nơi nào bạn cần, từ chìa khóa đến túi hoặc ba lô, tất cả chỉ gói gọn trong một chiếc móc khóa đa năng 24 trong một nhào gọn, tiện lợi có thể dễ dàng mang theo bên người, giải quyết các tình huống bất ngờ một cách dễ dàng. Chỉ duy nhất hôm nay tặng kèm chiếc móc treo đồ đa năng Nhật Bản. Các bác nhấn vào link bên dưới để biết thêm thông tin.